Rồi chào các bạn. Hôm nay mình ghé Thành Hòa, Phụng Hiệp, Hậu Giang. Mấy bạn nhìn cái màu trái của mình nè. Từ cổ bán Thận Vũ, ấp 2 Thận Hòa. Ấp 2 Thận Hòa. Từ Thận Vũ tới từ Nghịch Vũ tới thì hiện tại nay là Thận Vũ. Thì các bạn nhìn cái màu trái là các bạn biết. Nhìn màu trái là mình hay nói là nhìn màu trái là biết số nhà. Nó tròn như thế này nè. Nào bạn thấy không? Màu trái của Hiệp Sự Kiện Miền Tây làm. Giờ này thu bói năm đầu nha. Màu trái. Chú thấy là cái mẫu trái của mình đâu khác gì trên YouTube con quay. Mà mình soi chung quanh đây là mình thấy mình khác biệt người ta rồi đó. Màu trái mình nè. Không, tôi thấy là cái trái là đẹp. Dạ. Không khác gì trên YouTube mình quay hết. Nè bạn nhìn nè. Kể cả những trái của mình, những trái sát gốc nè. Cái này mình vô phân vô thuốc nó, nhưng mà lại mình cắt đều của nó đẹp hơn nữa. Đúng rồi, chú đi cắt mấy trái đều cho con đi, tại mình là rất là dư trái rồi. Sức cây của mình, cây mình đang leo cây đó khoảng 50 trái, 55 trái à. Mình đếm ít nhất gì cây của mình cũng quay lại 60, 65 trái, mình bỏ nữa. Mà mình thương cái là mấy trái sát dưới đất mà nó vẫn tròn đều hết đó. Mấy trái sát dưới đất ở trên nó bự trước nha, trái trên nó lớn trước, mình trái dưới nó lớn sau, nhưng mà trái dưới vẫn tròn đều hết. Đúng rồi, tại vì dinh dưỡng từ đầu ngọn vào thì ở trên lấy trước. Ồ, nhánh 4 trái này không ổn rồi, cái này phải có cái cây mới được. Bắt đầu nó căng trong dây này nè. Có cái cây này nè, đúng rồi, có cây mới được. Tại vì 4 trái này là 12 kg, còn dây đó mấy bạn thấy không, trái này nó chưa bự nè, trái này nó mới có 2 kg 2 kg mấy à. Sau này trái lên 3 kg mấy nữa thì con dây này là thua đó. Chủ vườn này chuẩn bị cái cây sẵn này nè, nè bạn thấy không. Là mình nhắc lại là mình không có sửa bắt lo nha. Người ta nhìn mẫu trái người ta nói sẽ nói là mình sửa bắt lo, nhưng mà thật sự là mình không có sửa bắt lo đó. Buộc chứ lắm, buộc cách bắt chứ lắm, mình mới xài bắt lo ta. Ấp 2 Thành Hòa, Phụng Hiệp, Hậu Giang đó. Chung quanh đây sùi quy nhiều lắm rồi nhưng mà cái mẫu trái của mình là chung quanh ít mẫu trái như thế này. Các bạn thấy là gai nhím nè, mà nhìn mỏng vỏ đều học hết đó, mẫu trái của mình. Miếng này là 200 gốc nha, 200 gốc. Để mình dùm bệnh cho các bạn. Đó, như thế này hết. Không. Đó. Trái này nè. Đó, mình quay 1-2 cây thôi, còn trái này mình chỉ chia sẻ là mình bằng phun cái gì trong trái nha. Đây nè. Cái vấn đề nằm ở đây nè. Nó có mấy bằng thấy những cái chỗ này nó bị găng, cái gai của mình bị găng à. Đó. Thì giai đoạn này cộng thêm cái gì? Cộng thêm canxi vào. Cầm nước kinh xeo. Rồi nhìn những cái ổ này nè. Đó. Nhìn ở dưới lên rồi mình thấy cái đít mình nó bằng. Ha, cái hông mình nó phì ra hết, đều hết. Cái trái mình nó tròn là chắc ăn 100% rồi. Đó. Nè mình dư trái rồi thì trái ngoài này nè. Tuy là một nhánh một trái này. Chủ vườn có hỏi mình là nhánh một trái này để không? Bỏ luôn. Cho nhánh này nó khỏe luôn. Tuy là một nhánh một trái. Ha, mình nên nó có một trái, nhưng mà trái xấu là bỏ luôn. Tại vì mình còn trái đẹp, mình có những trái đẹp này thì mình chọn được trái đẹp. Là bỏ trái xấu luôn, để cho cái vườn mình nó đẹp luôn. Nha, không rớt tỷ lệ, mình để những trái đó nó vô tình nó sẽ làm cái vườn rớt tỷ lệ. Nè, bạn nhìn, nó đi cũng phát nè, hai bên này ha. Đó. Nó tròn nhìn như thế này. Đây, bên đây con trái này là lái vô đây là chỉ có chốt kèo thôi. Đó. Chốt kèo đặt cọc thôi, tới ngày xuống cắt không chơi được con trái này. Nè, một cây nữa nè. À, đúng rồi, giai đoạn này chủ vườn mới tưới là giai đoạn này á, trái lớn nhanh. Giai đoạn trái 50 mấy 60 ngày này trái lớn nhanh thì mấy bạn phải tưới lúc nào mặt mô mình cũng phải ẩm như thế này nha. Không gà là thiếu NPK, trái này chậm lớn nè. Một cây không gà chủ vườn bón có nửa ký à. Một cây như thế này mình nhắc lại, cây này ít cũng phải là 800 gram, 700-800 gram, tại vì cây này là 60 mấy trái, 800 gram là ít, mà bón nửa ký là trái nó không có lớn nha. Đã tưới được 3 lần số lớn trái của mình rồi nha, trái nó mới tròn như thế này đó. Sắp tới mình sẽ cho tưới thêm một lần sâu lớn trái nữa, cũng là công thức 3-3-12 nữa. Cây nhỏ bên đây luôn nè, nó vẫn tròn. À, sắp tới mình sẽ cho tưới một lần 3-3-12 nữa ha, cho trái nó tròn nó lớn đều luôn. Mình chỉ đi công thức 3-3-12 và organic thôi ha, trái nó mới tròn như thế này. Còn mấy bạn đi cao quá, đạm cao quá mấy bạn nhìn dễ biết lắm, cái trái mình nó màu xanh, đạm cao trái mình nó màu xanh
cái cuống nó bự, còn cái vườn của mình cái trái nó xanh nhưng mà nó xanh nhẹ à, cái cuống nó không bự, cái màu trái nó hơi sầm sầm nhẹ nhẹ, mà trái nó lớn đều, trái nó tròn ha. Còn đạm á, đạm dư đạm thì ai làm không được à. Những trái này nè, cái này là hơi xanh nè nhưng mà vẫn ổn nè, tại vì cái chế độ dinh dưỡng mình đủ đều chứ không dư. Cái cuống nó hơi bự nè nhưng mà trái này vẫn tròn bình thường. Còn những trái còn lại là cái trái mình nó không xanh lắm nha. Mấy bạn nhìn mẫu trái của mình là không biết đó, nó lớn từ từ, nó lớn đều đều, chế độ dinh dưỡng đủ đều thì nó lớn đều theo, cái hông nó phát triển theo. Còn mấy bạn dư dinh dưỡng quá thì cái cuống nó bự thứ nhất, thứ hai trái nó xanh, và thứ ba là trái nó sọt, nó không còn đều đó nha. Tuyệt vời không nha, một trái bói 5 đồng chơi chỗ nào được đâu nha, không chơi chỗ nào hết. Mình thương là nguyên cái chùm này nè, nguyên cái chùm này nè, nhưng mà nó tròn hết nè, nó thương là thương cho đó. Đó, năm nay mình khai phá thêm cái ruộng Thanh Hòa, ruộng hẹp không gian khai phá thêm đó. Không muốn của mình đó là mình đặt chân tới đâu à, sầu riêng nó cũng mẫu trái nó tròn nó đẹp nha, mình đặt chân tới đâu chủ vườn hợp tác với mình đó, từng khâu hết đứng hết rồi, trái đẹp rồi mình, cái sản nông sản của Việt Nam mình nha, sầu riêng của Việt Nam mình nó mới có tên tạo thương hiệu lại với nước ngoài nha, để cho nước ngoài nó nhìn mình bằng con mắt khác nha. Mình cố gắng làm sao cái nông sản mình đẹp, trái sầu riêng mình nó chất lượng, để cho nước ngoài nó nhìn mình bằng con mắt khác. Mình xài, mình bán với Trung Quốc mình có tiền, nhưng mà làm sao để mình tạo giá trị với nó ha, tạo giá trị với Trung Quốc, cái đó mà là vấn đề cốt lõi đó. Thì mấy bạn cố gắng làm sao để cho cái trái nó tròn nhất có thể, rằng mình có giá trị, để mình có giá trị. Hiện tại là mình chết rồi, hiện tại là Thái Lan của mình, sầu riêng món thon của mình á, nó món thon cho dễ là chết rồi. Cổ này Thái Lan nó có sầu riêng bản thon, là sầu riêng Việt Nam mình nó thê thảm đó. Trung Quốc nó ưu tiên nước ngoài không à, đó mình làm sao cho cái nông sản Việt Nam của mình à, trái nó tròn nó đẹp nha. Cơm cố gắng cắt là cơm nó dài chút xíu thôi cắt đó, làm sao nói tới sầu riêng Việt Nam mình à, Trung Quốc cũng phải bỏ thời gian để nó suy nghĩ, nó xem lại nha. Còn nói tới Việt Nam mình là nó bắt ra không, là nông sản của mình lúc nào cũng đi sau những nước khác hết đó. Mình cố gắng làm sao có mẫu trái nó tròn nhất đẹp nhất, để cho nói tới Việt Nam của mình đó, Trung Quốc nó phải bỏ là dài dài, ít nhất là dài dài đang nó suy nghĩ tới cái nông sản Việt Nam mình, nhớ tới cái tên của mình nha. Mẫu trái này thì mấy bạn xuất đi đâu cũng được hết, mẫu trái như thế này xuất đi đâu cũng được hết, và bán cho ai nó cũng dễ bán hết ha. Đó, rồi cảm ơn các bạn. 200 gốc Thành Hòa, ấp 2 Thành Hòa, vùng này Phú Giang, các bạn nhìn nè, bên kia nè đó. Quy trình của mình là thật 100% ha, thì chỗ nào nó cũng gì nè. Đó. Rồi ok. Này các bạn nhìn nè, đó. À, những cái nhánh sát dưới nó vẫn tròn. Đấy. Rồi, chúc mừng chủ vườn ha. 30 ngày nữa giờ là về đích. Bầu lá vẫn bình thường. Đó. Giờ là cái khác biệt á. Để cái trái nó tròn, mình nhắc lại để trái nó tròn thì cái trái trong cây nó tròn thì mấy bạn bước ra ngoài nhìn cái đọt là nó khô như thế này, nó nhỏ như thế này. Còn bước ra ngoài đọt mà đọt đỏ ao đi, khúc hết thì bước vô trong trái các bạn tự hiểu rồi. À, đó, ngoài đọt nó khô, nó đen đầu đọt, nó không gờ đọt thì trái trồng nó như thế này. Rồi, ok. Rồi, xin chào mấy bạn. Thì trái trên video thì cử tiếp theo là cử trái 60 ngày tới 65 ngày thì vùng cái gì nha. Là giai đoạn này là trái càng lớn, lớn nhanh, lớn cực nhanh, để cho trái nó có ký, nặng ký, lớn đều ha, căng da hết. Mấy bạn thấy những cái trái trên video của mình, những vụ thu hoạch của mình là trái nó căng tròn đều hết ha. Đó, thì nó có chế độ dinh dưỡng tốt. Rồi, vẫn là cái bài cũ. Nhưng mà lần này khác biệt là cái gì? Để mình sẽ cho thêm một số thứ vào đây. Rồi, đầu tiên là mình nói về cái dinh dưỡng trước ha. Milalut. Ha. Phong hoa lá đặc hiệu, công thức này là công thức để nuôi trái Milalut hàng của Ý ha, hàng của Ý. Đi chung với cái Milalut này, này là dinh dưỡng dạng chai LED luôn nha. Nó hấp thu rất là nhanh. Mấy bạn phun vào là 24 tiếng mấy bạn thấy trái nó xanh liền, hàng nhập khẩu của Ý. Đây. Đi chung với cái Milalut, nó là Super Root Lut Chalet. Chalet, nhắc lại là Chalet là dinh dưỡng hấp thu hoàn toàn và hấp thu nhanh nhất nha. Đó, Chalet. À, Super Root cộng Chalet. Cặp này mấy bạn phun cho mình 300 tới 400 lít nước là hiệu quả ha. Cặp này mấy bạn phun 400. Rồi, dinh dưỡng có rồi. Cặp này phun 400. Milalut với Super Root Chalet. Rồi.
Tại sao giai đoạn này mình đưa cái này? Tại vì trái lớn nhanh, trái nó cần dinh dưỡng rất là mạnh, thì mình đưa cái dinh dưỡng dạng chai lết này. Dinh dưỡng dạng chai lết là dinh dưỡng hấp thu hoàn toàn, nha, hấp thu hoàn toàn và nhanh nhất có thể. Rồi đi chung với cái dinh dưỡng thì giai đoạn này trái nó sẽ lớn mạnh nhất có thể. Nó sẽ hay hiện tượng gì? Sẽ hiện tượng bể gai nha, sẽ bị bể gai, trái này sẽ bị gai. Mấy bạn thấy chân gai của mình bị nứt nứt là nó đó nha. Tại lớn nhanh quá thì cái chân gai mình nó hay bị nứt là bình thường. Mình có cách khắc phục hết. Cách khắc phục là gì? Mình cung cấp thêm canxi. Đây là dinh dưỡng rồi thì cung cấp thêm canxi. Canxi là gì mấy bạn? Mình có cái canxi bo kẽm đây. Canxi bo kẽm hàng của Thái Lan nha. Đó, canxi bo kẽm. Đây là hàng nước trong nha. Bà con phun cái chai này á, mình đưa cho bà con là nước trong, đừng nói hiệp bán nước lạnh nha. Cái này là canxi nước trong của Thái Lan. Đó, chai này mấy bạn phun cho mình 2 viên. Đối với canxi mấy bạn phun cho mình là từ 250 ml, tức là 1 xị. Phun trong viên được rồi nha. Rồi canxi của Thái Lan. Bên cạnh cái canxi này mình được 7% canxi. Đây, thành phần 7% canxi. Nhưng mà quan trọng á, kế bên cái canxi này mình có thêm 30.000 ppm kẽm nữa. Đây nha, canxi. Nhưng mà trong canxi này có cái kẽm nữa ha. Nó giúp cho bảo vệ cái vỏ sầu riêng mình rất là tốt ha. Áo một lớp kẽm, đặc biệt là nó xanh trái. Đó, canxi đi chung với kẽm ha, công thức này rất là hay. Hàng của Thái Lan, thêm lắm, hàng này xịn lắm. Hoặc là Avenga, năng lượng cây trồng ha. Công thức chuyên cho sầu riêng, canxi lên tới 18.5%. Avenga thì khỏi bàn cãi, là mình bán rất là nhiều rồi. Hoặc là canxi, canxi bo của Ý nha. Thành phần canxi 7%. Đó, nhưng mà bên đây nó kẽm nhưng mà ít hơn cái chai của Thái Lan này ha. Rồi đây là ba dòng canxi mình hay đưa cho khách hàng của mình. Rồi có dinh dưỡng rồi, có dinh dưỡng dạng chai led rồi, có canxi rồi, thì tiếp theo là gì? Tiếp theo là thủ trái nha. Cử này là phun dinh dưỡng, ngừa bể gai và thủ trái. Thủ trái bên mình có cái gì mấy bạn? Bên mình có cái sạch nấm bệnh này nè, sạch nấm bệnh nè. Thành phần đó là hexaconazole nè, à, và chisicalazole, dạng sulfur, ba hoạt chất. Đối với cái chai này mấy bạn phun ngừa, phun giai đoạn trái 55 ngày, tới cần thu hoạch luôn, mấy bạn phun cho mình chai này 400 ml nước là hiệu quả. Giai đoạn sau mấy bạn có thể tăng lên chai 1 lít, phun trồng phi ha. Giai đoạn này thì ngừa thì mấy bạn phun 400 thôi cho nó nhẹ tiền đó. Chai này 145.000 phun 2 phi, tuyệt vời. Rồi muốn xịn hơn chút xíu, bên mình có cái Adifort của Tây Ban Nha. Đây Adifort hàng Tây Ban Nha. Tại sao mình cho bà con dùng cái chai này? Thứ nhất là hàng của Tây Ban Nha, hàng nhập, hàng xịn nha. Thứ hai nữa là thành phần trong cái chai Adifort Tây Ban Nha thành phần rất là cao, thành phần lăng hữu hiệu lên tới 45% và kali 24%. Đó, axit tự do B2O5 4% nữa ha. 45% lăng B2O5, lăng hữu hiệu nha. Nói mấy bạn thấy là B2O5 HH là hữu hiệu đó. Rồi Adifort Tây Ban Nha, chai này mấy bạn phun cho mình 2 phi là hiệu quả ha. Nó chỉ phi tấp rất là hay bạn. Phi tấp trên trái là nấm 80-90% là nấm phi tấp tora mấy bạn. Khống chế được con phi tấp tora thì mấy bạn thắng cả cuộc chơi vậy thôi. Hoặc là bên mình có cái gì? Bên mình có calamin gốc casumicin 5%. Và đặc biệt trong đây mình có cái copper oxy chloride lên tới 45%. Cái dòng này á, nó trị bệnh đó mấy bạn. Nè mấy bạn thấy không? Hình cái trái thúi nè. Cái dòng này nó trị bệnh á, theo cái hướng là nội hấp, nu dẫn và trị bệnh thổ động nha. Nó trị đứng lập tức cái nấm phytophthora, nó có trên trái, trên cây của mình nha. Cái gói này á, mấy bạn phun cho mình liều ngừa là 400 lít nước. Còn phun 200 lít nước là liều đặc trị nha. Liều này rất là mạnh. Đó, có 200 lít nước là rất là mạnh nha. Công thức này là mình phối ha. Chưa đâu. Ha, công thức này là đang tạm ổn, nhưng mà mình muốn một số thứ trong đây nữa. Giờ mấy bạn xài cái này tỷ lệ thối trái nhiều mình rất là ít nha. Còn mình một số thứ bỏ vô đây nữa. Rồi xong hoàn thiện mình sẽ nói kỹ hơn cái này. Rồi. Đã có nấm bệnh, đã có thối trái và đã có dinh dưỡng. Rồi ok ha. Nhắc lại là liều này là lúc giai đoạn trái 55 tới 60 ngày là ngừa. Giai đoạn trái 75 ngày, 70 ngày, 75 ngày, giai đoạn trái lên cơm á, là phun gói này phi. Chai này phi hoặc là Adifort phun phi cho mình là bảo đảm. Tỷ lệ thối trái dinh dưỡng mấy bạn rất là ít nha, tại vì mình từ ngừa. Từ 55 ngày mình đã ngừa rồi. Giờ mình cung cấp canxi để làm gì? Nãy mình quên nói. Cung cấp canxi để cho cái vỏ mình nó dày lên nha, cho cái thành tế bào chứ không phải là cái vỏ dày mà nặng ký lá dây nha, không phải nha. Cho cái thành tế bào, cái da ấy, trái sầu riêng của mình á nó dày lên nha. Bản tính của ri sáo các bạn nó thối trái dữ lắm, tại vì cái thành tế bào nó mỏng hơn mảng thon ha, cái vỏ nó không cứng bằng mảng thon. Rồi phun xong, cử sau là trái sẽ vô 70 ngày. 70 ngày làm gì? 70 ngày thì mình không phun cái này nữa, giờ cái này lại. Rồi 70 ngày chỉ cần canxi, nấm bệnh và đặc biệt là cái kali lên cơm nha. Kali lên cơm để làm gì?
để lên cơm sớm. Có thể những một số vườn bán trước lễ, có thể bán quà lễ, nhưng mà bán càng sớm thì càng có giá trị. Và đặc biệt là cắt càng sớm thì cây mình càng nhẹ, nhẹ cây và quay lại phục hồi nhanh hơn, đặng mình xây vụ mới ha. Rồi, vẫn là những dòng nấm bệnh như thế này. Nhắc lại trái 70 ngày, mấy bạn khung cho mình cái nấm bệnh, cái liều nấm bệnh cao chút xíu là cái gói cao Canamin này 50WB này, mấy bạn khung cho mình một phi là hiệu quả. Hoặc là trái sập nấm bệnh này mấy bạn khung cho mình phi nha. Hoặc là Adifort này Tây Ban Nha muốn xịn hơn chút xíu, phun chai này một phi nha. Là tỷ lệ thú trái của mình nhắc lại là rất ít. Rồi cộng thêm cái canxi vào, canxi thì vẫn là cộng 3 dòng này ha. Đó, đối với trái 65, 70 ngày, 75 ngày, 80 ngày lái cắt xong một dao vẫn phun cho mình thêm một lần nữa nha. Rồi, tại vì sao mấy bạn? Tại vì nấm Phytophthora nó có trên cành nè, trên mặt trong lá nè, mặt ngoài lá nè, thân nè, và đặc biệt là trong trái. Nấm Phytophthora nó có tất cả mọi nơi, mấy bạn chỉ có ngừa bệnh thôi, phòng bệnh hơn trị bệnh. Rồi, giai đoạn này đặc biệt nhất là gì? Là kali, kali để cho lên cơm. Bên mình có cái kali của Bỉ, đây kali của Bỉ, thành phần kali hữu hiệu. Tại sao mình hay bán cho khách hàng mình cái này nhiều nhất? Mấy bạn thấy cái cơm của mình á, không có lá nào chơi hết. Cái cơm mình nó vàng, óng ánh và cái cơm mình nó rất là khô. Đó, do mình dùng cái kali của Bỉ này. Thành phần kali hữu hiệu lên tới 30% nha. Kali hữu hiệu lên tới 33%. Đấy, tạo màu lên cơm. Kali này của Bỉ nha, chứ không phải hàng lâu lâu bị đau nha. Một chai này mấy bạn phun cho mình 2 phi. Nếu mấy bạn muốn mạnh cho mình chút xíu nữa, mình có cái vô công sầu riêng này nữa, vô công siêu tốc nha. Mấy bạn cộng cho mình thêm, thường thường gói là mình cho phun phi, nhưng mà có chai này rồi thì mấy bạn cộng cho một chai này với gói này, mấy bạn phun cho mình 2 phi. Lên cơm cực kỳ đẹp. Thành phần đây, thành phần kali 12%. Rồi, ok. À, đây là sơ bộ phun bộ này cho tới thu hoạch nha. Còn nhiều bài người tôi chắc khác lắm, nhưng mà mình đang cho áp dụng rất là thành công những cái dòng này để mình giới thiệu cho bà con mình. Đó, một hướng đi mới nha. Và cái cách phun thuốc trong giai đoạn này để hạn chế thối cháy tốt nhất có thể. Rồi, ok, cảm ơn.